Rồi, chào cả nhà nha. Chào mọi người các cao. Bữa nay Út Thu làm món gì vậy? Giỏi cá sặc. Sặc gần cái này, sặc gần nữa. Này em phơi, em mua về em phơi một nắng một ngày á. 80.000 một ký cá tươi. Ừ, có ba con trời. Mấy chục ngàn đó. Mở thất nghiệp có khác ha. Cái này em mua về em phải làm rồi em phơi khô rồi em tự làm luôn. Bởi vậy thất nghiệp có khác mà. Ba con à. Người ta phơi khô đâu có giống vậy đâu. Em phải mổ bụng nữa lại thấy không. Người ta phơi khô là để nguyên con người ta phơi. Không phơi giống như em đâu. Chỉ có em thôi. Bởi vậy Thu làm nhiều cái đau đầu lắm. Mua cái sặc về phơi làm khô. Hôm bữa làm mua khô về nhưng mà nó hơi mặn. Cái này là mình tự làm. Mình phơi một nắng là cho nên nó thịt nó còn nó khô lắm. Mua hai nắng mua nhiêu ký? 80 cá tươi. Ồ, ồ. Cái là sặc gần như mắc ghê hồn trời. Phải rồi hôm bữa em mua khô cũng mắc mua mấy con mà nó cũng mẹ. Gỏi cái sạc vàng gỏi gì mới được chứ. Cho mổ bây giờ đi ra hái cho mổ. Tại vì bữa nay ba sực sâu á cho nên phải đi hái sớm. Xôi. Ôi xôi nó lon trái quá trời luôn ta ơi. Hôm nay ngắm trái nhiều nhất trong mỗi năm luôn á. Lon trái nào cho nấy là chỉ mấy không à. Mà xôi nó ngộ cái là mình hái dài dài trên cây á là mình phải hái chứ đừng để nó hơi vàng chút xíu chứ cần nó vàng xíu thôi là rồi luôn hư trái xôi á. Đó bạn thấy chưa? Chuối già chín nữa. Cái buồn này nó dài bự lắm đó mà mẹ mình không có đốt. Đó ăn không hết á, để vậy để cho chín từ từ. Trời ơi. Quất trái. Trời lao chuối già trời. Ồ cái này nó hư rồi bạn ơi. Tại vì mình không có đốn vô á, cái bộ hóng nó bu quá. Bây giờ ngày xưa. Rồi, ngon lành ha, cái này ngon nè. Bụng thuốc dạ ăn hết nè. Ba mẹ mình đang ở sau vườn. Rồi, mời cả nhà nha. Mười ngàn chục ngàn ký hả? Hả? Không biết ở con biết giờ được 2.000 không nữa, 2.000 nữa. Lên hả? Bữa có 1.000 nữa à? 2.000 hả? Trời ơi. Ở giết rớt giá quá trời à. Lò do dịch cora quắt đóng cửa nên trái cây này nọ đồ á không có được xuất khẩu sang Trung Quốc á nên giá trời ơi nó rất thảm hại luôn các bạn ơi. Hỏi mình trước Tết bán được 12.000 ký sau Tết có 2-3.000 mà người dân là mỗi lon á 1.000 ký là lỗ sặc máu luôn á. Tại tiền mua bao xốp rồi nè bác, bọc xốp bọc bóng rồi nè. Này cái ngỗ này có mấy cái bông. Hồi trước nhà mình trồng cái ngỗ dữ lắm. Tại sao này do xịt cỏ rồi này nọ nó chết. Chừng lúng đó cái mương mười mấy 20 năm mình đó ba cái cỏ nấy xuống con mát xuống nó bò dưới đó. Thấy nó cạn cạn với đạp xuống phát trời lúng luôn. Kinh khủng. Chỗ này mình đặt tấm lương hoài bởi vì mình biết. Rau ngổ này có bạn ăn được, các bạn ăn không được đâu, nó hơi nhẵn nhẵn. Rau ngổ này mà trộn gỏi với lương là quá ngon. Hồi sáng em thấy trong chợ cái bà nói là hái đi. Cái bà ấy nói không có hái được. Mấy cái bà bông lục bình nè, có mát là nhìn thấy đẹp không? Chưa nở, sáng nó chưa nở.
Ồ, chăng cái chỗ cái lá dừa đó, nhớ là cái này 3 năm trước á, mình cầm câu cá lóc giấc sáng, mình đi ra mình thấy cái gì nhít nhít đó. Họ đi lại chờ thấy con gắn hành bạn nó đang quấn con rùa, nói ra cái lẹ bạn tin, bạn tin gắn hành 1 kg mốt quấn con rùa đâu cũng khoảng 400-500 gram á, nó quấn hoài mà nó nuốt không được á, bởi vì tới sáng luôn mà. Mình qua mình thấy rồi xong xuôi luôn. Quất đựng gắn hành quá đã. Này mấy vịt đẻ rồi nó ra đây nữa, quậy quá trời. Con ngỗ này sao mở ăn cũng rất là ngon. Bà mình không khoái ăn con ngỗ là sống. Đó 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 đó. Đúng luôn rồi. Nó rồi. Chút xíu là xong luôn rồi. Nó sống nó lúng dữ lắm mà cái rễ đó, con mát rồi đó. Đó ba mình cũng trồng bên đó nhiều lắm, sát mé luôn. Sau này nó chết. Bỏ xíu nó xong rồi, thu xong luôn rồi. Đó đó nó nói rồi không nghe. Rồi rồi bữa nay đi tắt mương luôn rồi. Đời nổi không? Ăn ngon lành không? Té quá ướt nhẹp quần chân. Đời nói không. Gầm hái xong cái gì? Bạn nào muốn ăn ngỏi không? Đây nè. Đây trái này nó đã nè. Ủa. Hai trái này chuẩn bị chín rồi. Ô cái này ngỏi bị gãy nhánh luôn rồi. Gió quá mới gài nè, bây giờ nó gãy nhánh. Mấy ngỏi nào chết á, ba với mẹ bình thường chặt ra bạn rồi để nguyên đống phơi khô. Xong đem vô nhà chụm. Cô Út bây giờ đang lặt rau ngổ, chuẩn bị bóp gỏi thôi. Đâu, trời. Như đây nhà mình 4 người ăn, dễ gì hết nổi, quá trời rau. Ủa, sao nó đẻ trong này nữa nè? Cái gì đẻ? Đẻ. Thiệt không? Tao láo mày thôi sao? Thôi thiệt. Này mấy gắn hổ anh mà, đặt chín cho nó uống nước nó lâu quá, nó đẻ trứng trong đây nè. Ờ, đẻ trứng gắn hổ ở đây luôn, ghê hồn chứ. Nè. Ở trứng gắn hổ bự dữ ta. Nó cũng hờ. Trắng trắng các bạn ơi, là trứng gắn á. Trứng gắn này gắn hổ sát. Bỏ tài chứ. Nghĩa quậy gì đó. Cái này mình ăn không hết thì ngâm nước nó sẽ tươi hoài luôn. Đừng có để cho nó khô là nó bị héo, nó sẽ dai. Gắn hổ này nó hơi nhẵn nhẵn, bởi vì các bạn ăn không quen, khó ăn lắm. Nhưng mà ăn quen ăn ngon lắm nha. Nó xào mỡ ăn cũng rất là ngon. Ngon lắm đó. Nó nghèo à. Ăn không? Nghe ăn được không? Nó gài vô bão, không khí sao lạnh. Giấc chiều, giấc sáng mà. Chứ trưa giờ cũng lạnh. Gió gì lắm. Hai với dạ. Nghĩa tụm gầy do dịch bệnh Cora, công ty cho nghỉ, ủa trường học á, nghỉ từng lễ. Chú Liễm nói bữa nay mời ngàn chục mà. Ngàn ký à. Mới hỏi chú hồi sáng nè. Mời ngàn chục, mời ngàn chục mà vô. Làm như hồng dịch hồng gà, mười ngàn chục á. Hỏi có mười ngàn chục thiệt mà. Hỏi giờ tính ký bằng bằng chục ký không à. À. Ở của
nghe nói được 2.000 ký. 2.000 ký là tính ra quỳ vốn lò lỗ tiền công, thì một xốp một bọc bự bành là 500.000. Bọc nhà ba với mẹ mình mới sẽ thúc sâu vô. Sáng tranh thủ ra hái rau nè, để ba mẹ xịt cái là cả tuần thôi, cả tuần mới được ăn. Sợ nó không có xịt rau nhưng mà sợ nó bị bay nó dính. Trên sáng là hai anh em tranh thủ ra giường hái rau. Ba mình không ăn rau ngõ này, ăn sống hay lắm, mình ăn bó tay. Sầu mỡ hoặc là ba ăn sống chấm với nước cá. Ừ, ông sống hay lắm. Ừ, cá ông nước sống là cá kho rau ra sống vậy đâu ngổ vậy. Chấm ăn ngon lành luôn. Tao muốn có xuống có lúng đâu. Ý là con đứng trên bờ không mà nó lúng quá thì lúng luôn á. Đứng hết trơn. Ngon chứ. Mấy cái coi như là mẻ á. Cái rau này như ở miền Trung, miền Bắc họ gọi là rau gì á, chứ không phải rau ngổ. Con thấy bữa lúc đó ở sau bụi chuối á, quá trời luôn. Sao con quậy Nghĩa đang quay phim, sao con lấy súng nước con bắn? Nó mẹ con đánh đòn con đó. Nãy chú hai nó rồi. Mấy gà đó con thấy có ngổ nó trên cái chuồng chuột á. Nhà mình giờ còn gà tre không à. Hồi xưa thì nuôi gà nồi. Cái nước này là ở dưới sông á, nhà mình bơm lên mà, bơm lên hồ á rồi lóng phèn. Xài, bởi vì xài đôi khi cũng thoải mái, chứ nếu mà xài nước cây thì mệt à. Nghĩa quậy quá. Lên lấy cái hàng đó thôi nè. Bắt mình gặp con xuống rồi. Lên gà quậy các bạn xem nè. Mẹ mình bắt thấy cái gỗ ổ gà nè. Đó 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 đó. Nó dữ lắm mà nó mổ rồi coi nha. Được mấy con hả? Trời ơi, hai bà ổ gà tre nhỏ xinh rồi. Quá là chi ché luôn. Không gà mẹ đâu ha. Quà nó mổ à. Đó 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 đó. Được mấy con à? Có chục con đó. Mấy trứng nó ấy nó không chấm sao mà nó nở. Được chục con à. Ồ, hai trứng là không chấm. Hai trứng nó chắc không chấm. Để mấy cái lợp cá bóng của mình nè. Tép. Rồi chấm lươn. Rồi gà đá mà. Nó dữ quá vậy dữ. Cúp cúp cúp. Cách sạch gà. Đây là độc phộng. Đó là gì? Cỏ phi á hả? Hành phi á hả? Đúng. Đó là rau găm. Húng lũi. Ướt, húng lũi. Ở dưới quê thì nói chung cuộc sống nó cũng còn nhiều khó khăn mà, nên món ăn nó cũng đơn giản. Có gì dùng đó. Mà mấy món đơn giản vậy chứ mình ăn vậy thấy ngon lắm á. Chứ giờ thịt thà này nọ ăn cũng đâu có ngon không. Thường là anh hai mình đi câu hay có đồ về cái
cái mình nấu, thường là vậy, hoặc là ở nhà có đồ ăn cái mình sẽ làm, hạn chế mua cũng nhiều lắm chứ bộ. Mẹ gà má cao ốm vô bội luôn. Nghe mềm mịp nó kêu ớn lạnh không? Chỗ mình giờ mịp ghê hồn lắm. Nó ăn nó thả mấy con ốc lên, nó ăn bỏ cái vỏ lại giường đi chân không nguy hiểm lắm, đập chảy máu, mình bị mấy lần. Giờ quá trời mịp, chứ hồi đó khoảng mười mấy năm trước đâu có nhiều dữ vậy. Giờ làm nút sốt. Thôi giờ mình không làm sơ giường nữa mà làm vào đây. Này thì chỉ có chanh, nước mắm, đường. Ủa sao mà giả chai giờ giả này cho mình nấu sơ giường á? Sao dạo này sao mình không làm sơ giường mà mình đi làm trong nhà không nha? Nước hả? Nước mình mới đi ra giường. Hả? Nước thì mình mới đi ra giường. Không, nước ở trong đây nè. Nhưng mà hồi nãy Phương nói chung chưa có nước mà. Nói được chục con. Còn hai chén không chấm là cho anh à. Mấy chén vịt, mấy chén gà đó mà đó phải không chấm ăn ngon lắm. Luộc xong chấm muối tiêu chanh khỏi chê luôn. Gỏi thì ngon, xong nước sốt là quan trọng lắm. Không ngon là chém khu bả xương. Hành xanh em không? Hành xui à. Làm món ăn mà nó bị trúng bữa thác bạn, chịu đời nổi không? Thì theo tâm trạng. Thì theo tâm trạng. Lúc hết tiền là ăn không ngon gì phải không? Làm không ngon gì. Mấy gà thiếu ngủ quá. Mấy gà văng lưới văng câu đến 2-3 giờ sáng. Giờ công đoạn nướng cá. Con Phu bữa nay nghèo quá, bởi mua có 3 con cá sặc rằn. Chỉ 3 con, nhất quá tam. Có là em rồi mua về phải làm nó đó, làm rồi mới đem đi phơi khô đó, ướp phơi khô đàng hoàng. Sau này có tiền nuôi cá sặc rằn nữa không? Cá sặc rằn mắc quá trời. Nuôi lúc trước ba nuôi rồi đó, ngập nó đi hết trơn à. Nó ấm nước à, nấu sôi rồi chuẩn bị cho mình thấy. Ồ, thơm, cái sạc dạng thơm mày. Nướng nướng xong thơm ghê đó. Cá sặc mắng người ta đó. Nướng xong thơm phức các bạn ơi. Thơm mà. Mà nếu mà không nướng nhìn thấy nghe nó thấy hửi cái mùi nó hơi hơi hôi nha. Nhưng mà nướng xong thì thơm phức à. Món này thấy nó đơn giản, nó khô khan chứ ăn bao ngon đó nha bạn. Làm gỏi mình với cá sặc rằn thôi khỏi chê. Có dừng phỏng đó. Không để xuống ngoài cũng được mà, ngoài thấy lửa than cũng nhiều đó.
không dở cái ấm nước rồi mình để ngồi chăm mình thấy. Ngồi Út khô nướng khô nữa bạn. Có 102 chưa đời nổi không? Sáng tranh thủ nấu ấm nước rồi có lửa than. Đang hồi phải cạo ra thôi, thấy cái khét rồi thôi. Đập ra. Ngồi phải đập ra, ngồi anh thấy cái khét rồi. Nướng phải vậy chứ sao? Không bức nè. Thôi một ngày nó còn như đây chứ nó cũng mập mập lắm. Thu nói chuyện đời nói cá mặn trong phơi khô nó teo lại chứ sao? Người ta mặn người ta còn không có để mặn người ta không có làm người ta phơi khô luôn. Em lại không mặn nữa. Nghe nghĩa nó nhức đầu quá. Nói chuyện mà trả lời, nó hỏi thì trả lời không kịp với nó luôn. Gà đẻ 2 trứng để nở 10 con, 2 trứng cũng chấm. 2 trứng nó luộc ăn ngon, chấm muối tiêu chanh. Đó, nhìn đã mà. Thơm nực nồng luôn. Ok con tê tê luôn. Ngâu gầm này cũng không biết ăn món gì mới đúng sách đúng ngon không? Không thể thiếu không? Ốc vịt lộn. Quá hay. Trời em mà. Một thời tuổi thơ dữ dội á, lại quán quýnh bài tới Tết nhất là thôi, từ sáng tới chiều toàn ăn không vịt lộn trừ cơm không. Hồi nhỏ đi quýnh bài mà, chơi bầu cua cá cọp đồ, ăn chơi nhỏ lúc nhỏ đâu có tiền sáng bạc gì. Sáng thường đông như vậy là đi chơi quýnh bài. Nghĩ là đó Tết vui thiệt. Còn bây giờ quýnh bài bậy bạ công an phạt chết luôn. À, tới đợt nghỉ vụ. Chuẩn bị hả? Đang tỉ, đang ấy gì em. Nhưng mà nghe nói vậy, tới đợt nghỉ vụ sự. Cua nó bay dèo dèo thôi mấy gài xong nó gùi dưới kỳ cục nữa. Con cá thu để lên 2 con nhìn lại tưởng đâu có 1 con không. Trời anh nói móc rồi em vô. Giờ là công đoạn xé cá ra bắt đầu bóp rỏi. Nhớ cái sạc rằng nó bự lắm mà thôi. Bự mà. Không như cái sạc hồi đó anh đặt lờ quá. Bởi làm chưa nó cũng có thịt. Các bạn không biết chứ nếu mà mình tại mình biết đó, chỉ cần nhìn món ăn, nhìn cá hay là nhìn thịt rồi biết khu lúc đó có tiền hay không, lúc có tiền rồi đó. Ăn cứ vậy nha. Nóng hổi vừa thổi vừa ăn. Em phải đi chợ mua xong mần xong rồi phải khô cho anh mà anh còn nói nữa. Có nhiều bạn hỏi sao Thu nó ăn ngon quá mà ai cũng ấm nhắc cho. Cái bọt ở nhà nó là như vậy. Chê là không nấu nữa đâu. Uy hiếp nữa gớm. Nắng
Khô cá sặc gỡ xương luôn nè. Ôi ớt sắc ra ngâm nước cho nó nở ra này nọ gớm, đúng phụ nữ có khác cho nó quắn chứ nở gì đâu. Không ăn được mà để cho nhiều nha, ngồi ăn cay không được, đừng có la làng. Nhà mình chỉ có mình với ba mình là ăn cay được. Nước sốt thì đó, cái thân hình nó vậy đó. Nó là giống như lũi vô găm đó, là để vô nó tiệt màu luôn à. Không biết cái đứa lẫn nào ăn cô kêu ba mẹ chắc nó bị nổi. Nghe mẹ mình nói các bạn nghe mắc cười. Cá đuối không mẹ ăn, tao cho ba mẹ đem đi nhậu. Ô, không bóp cho nó mềm ra thôi. Như vậy là ăn hết hả? Ăn nó mới giòn quá thôi, nó còn xèo à. Dạ, đâu biết, không biết mới hỏi. Nó vậy nó ăn rồi mình thua bạn ơi. Mình bắt cá bắt mắm rồi còn được, chứ còn mà nói vậy nó ăn thôi. Thử ra giờ ăn chưa? Đậu phộng chưa gắt lên. Đậu phộng là dở lên trên. Hả? Dở lên trên. Ngon quá, tự khen mình luôn. Giờ chưa? Nhìn biểu hiện Thu nghi ngờ quá mà. Nó ăn không được rồi. Tí xíu rồi. Tại sao? Giờ ăn chưa? Ở ngoài còn nè, để vô họ cay là đừng có ăn lại, đừng la làng nha. Mẹ mình đều ăn cay dở lắm. Nhìn có vẻ hấp dẫn chứ bộ, dở hoài. Nghe mà chợ bán 30 ngàn. Hả? 30 ngàn gì á. Nó nói cho mắc hơn với cái sạc gạt không tiền không. Bán ngàn ký rồi hả? Hôm bữa em đi ăn á. Nhiều? Đi ăn mắc á. Ồ. Nhìn hấp dẫn chứ bộ. Trời ơi, bán ghim ghim mới làm qua làm cảnh đó kìa. Ghim được rồi. Có húng lũi thì chỉ có ba nhà ăn thôi, không biết ai biết ăn. Nó mùi cái màu cũng mùi kỳ đó. Cái mùi nó kỳ kỳ, ai biết ăn là ăn ngon lắm đó. Xong rồi, vậy là xong rồi bạn, dọn lên ăn cơm thôi. Quá hấp dẫn rồi, dọn lên ăn cơm thôi. Rồi mình cả nhà ăn cơm cùng gia đình mình nha. Mm-hmm.
thơm như thuốc. Đấy, lấy về ba mẹ không cho con mua cái hấu bự, như hấu vàng, như cái hấu này. Con mẹ tao biết rồi. Mình cũng xin kết thúc video ở đây. Chúc cả nhà xem video khỏe nha.